Rồi trước khi mà giải bài tập thì thầy nhắc lại thế nào là một cái cung và góc lượng giác. Khái niệm cung và góc lượng giác. Nhất là đường tròn định hướng và cung lượng giác. Đường tròn định hướng là đường tròn mà trên đó mình đã định ra một cái hướng chuyển động là chiều dương, chiều chuyển động kia là chiều âm. Ví dụ cái đường tròn này thì người ta quy ước cái chiều mà ngược chiều kim đồng hồ thì là chiều dương, còn cái chiều mà cùng với chiều kim đồng hồ thì là chiều âm. Đó người ta gọi là đường tròn định hướng. Rồi thế thì cung lượng giác là như thế nào? À, đây là định nghĩa đường tròn định hướng đây. Đường tròn định hướng là đường tròn mà trên đó người ta đã chọn một chiều chuyển động là chiều dương và chiều ngược lại là chiều âm. Thì cung lượng giác là trên cái đường tròn định hướng này người ta cho hai cái điểm A và B. Cho hai cái điểm A và B. Một điểm M di động trên cái đường tròn theo một chiều từ A đến B, có thể là chiều âm hoặc là chiều dương, thì nó đều tạo nên một cung lượng giác có điểm đầu là A và điểm cuối là B. Ví dụ đây là cái hai cái điểm A và B này, hai điểm A và B, thì cái điểm M mà nó di chuyển từ A đến B theo một chiều nào đó thì nó tạo ra một cái cung lượng giác AB. Ví dụ nó M di chuyển từ đây đến đây, là M di chuyển qua điểm B rồi xong rồi nó vòng lại B đây, thì đây cũng là cung lượng giác. Rồi nó đi từ điểm A nó vòng hai vòng rồi nó mới tới điểm B, thì đó cũng là một cung lượng giác. Là từ điểm A nó di chuyển theo chiều âm cũng là cung lượng giác. Thì hình 41 là hình cho ra cái hình ảnh của bốn cung lượng giác khác nhau có cùng điểm đầu và điểm cuối là B. Như vậy với hai điểm A và B người ta cho ra được vô số cái cung lượng giác. Cho ra vô số cái cung lượng giác. Với hai điểm AB cho trước trên cái đường tròn định hướng thì ta có vô số cung lượng giác và có điểm đầu là A và điểm cuối là B. Mỗi cung như vậy đều được ký hiệu là AB. Cái cung nhưng mà nó có thêm cái giống mũi tên. Ý muốn nói là A là điểm đầu và B là điểm cuối. Là ký hiệu đó là cung lượng giác AB. Thế nào là một góc lượng giác? Góc lượng giác thì người ta trên đường tròn định hướng người ta cho một cái cung lượng giác AB. Thì khi đó cái tia OM nó quét từ, xin lỗi, cho cái cung lượng giác CG. Khi cái tia OM quét từ OC đến OD theo một cái chiều nhất định thì ta nói cái tia OM này nó tạo ra một cái góc lượng giác. Có tia đầu là tia OC và tia cuối là tia OD, ký hiệu là OC OD. Đây là ký hiệu tia góc lượng giác nha các em. OC OD viết như thế này có nghĩa là OC là tia đầu, OD là tia cuối. Về đường tròn lượng giác thì cái đường tròn lượng giác á là cái đường tròn định hướng, tức là đường tròn định hướng mà có bán kính R bằng 1 thì người ta gọi đó là đường tròn lượng giác. Thì trong cái hệ trục tọa độ OXY á, thì đường tròn lượng giác tâm O nó sẽ cắt cái OX tại hai điểm A và A phẩy, cắt OY tại hai điểm B và B phẩy, có tọa độ như trên hình vẽ này. Thì người ta quy ước rằng người ta lấy cái điểm A có tọa độ 1,0, A có tọa độ 1,0, nó là điểm gốc của hình, nó là điểm gốc của tất cả các cái đường tròn, tất cả các cái cung lượng giác, được chưa? Điểm A là điểm gốc của cái đường tròn lượng giác. Ta quy ước như vậy. Điểm A có tọa độ 1,0 là điểm gốc của cái đường tròn lượng giác. Nhắc lại đường tròn lượng giác là đường tròn định hướng có bán kính R bằng 1. Tiếp theo là số đo của cung và góc lượng giác. À,
Thứ nhất là đơn vị là đo góc thì nó có hai đơn vị độ và đơn vị radian. Đơn vị radian thì là dùng để tính khi mà cái nó muốn cùng với yếu tố chiều dài thì người ta dùng một cái đơn vị đó là đơn vị radian. Thì bữa trước là học về đơn vị radian thì thầy đã định nghĩa rồi ha. Radian là cái số đo của một cái cung mà có độ dài bằng bán kính. Độ dài số đo của cái cung mà có độ dài bằng bán kính thì cái đó là số đo của cung có một đơn vị là một radian. Liên hệ giữa đơn vị độ và radian thì chúng ta có công thức là gì? Một độ là bằng pi chia 108 radian, hay là ngược lại, một radian là bằng 108 chia cho độ. Vậy thì nếu như đơn vị là a độ, em chuyển qua đơn vị là radian là alpha, thì ta có là a độ chia 108 bằng alpha chia pi. Thì từ đây các em có thể suy ra a độ, hoặc là suy ra radian alpha là bằng a độ chia 108 nhân cho pi. Đây chính là cái công thức chuyển đổi từ độ sang radian. Đây là thầy nhắc lại chứ không phải là thầy dạy lý thuyết lại nha. Đây bữa trước là thầy đã chứng minh công thức này rồi. Cái bảng chuyển đổi thông dụng giữa đơn vị độ và radian như sau. Chúng ta cứ nhớ là pi nó là 108. Pi radian là 108 thì tương ứng ví dụ như 90 độ là pi chia 2, 60 độ là pi chia 3, 45 độ là pi trên 4, 30 độ là pi chia 6, 120 độ thì gấp đôi 60 độ là 2 pi chia 3. À, cứ như vậy. Cái góc là các em cứ nhớ là 180 độ là pi, tương ứng đó là pi. Như vậy thì số đo của một cung lượng giác được tính như thế nào? Nếu như một cung lượng giác ban đầu á, có số đo là alpha, thì cái số đo tổng quát của cái cung lượng giác đó sẽ là alpha cộng cho K2 pi. Tức là cái số đo ban đầu của nó là alpha, là một trong những các cung lượng giác, thì số đo tổng quát của nó là alpha cộng cho K2 pi. Nếu em dùng đơn vị là radian, còn nếu mà đơn vị độ thì em đổi ra là A độ cộng 360 độ. K 360 độ. Với K là thuộc vít. Số đo của một cung lượng giác thì tương ứng nó bằng số đo của góc lượng giác thôi. Ta qua phần bài tập. Chúng ta làm bài số 2 nha. Đổi số đo các góc sau đây ra đơn vị radian. Thì chúng ta có công thức là gì? A độ chia 108 bằng alpha chia cho pi. Vậy từ đây các em muốn đổi ra đơn vị radian, chúng ta áp dụng công thức là alpha sẽ bằng là A độ chia 108 nhân pi. Rồi, áp dụng công thức đó chúng ta đổi ra. Ví dụ câu A. Cái góc bằng 18 độ thì góc số đo alpha sẽ là 18 chia 108 rồi nhân cho pi. Vậy đơn giản đi thì nó ra là gì? Pi chia 10. Như vậy góc cái số đo là 18 độ thì cái số đo radian tương ứng của nó là pi chia 10. Rồi tương tự làm câu B, tất cả comment đáp án câu B vào coi nào. Thì cái góc alpha sẽ bằng là A độ
57 độ 30, 30 phút. Chia cho 108 rồi nhân cho pi. Rồi bấm máy tính thì nó ra thôi. 23 pi chia 72. Rồi. À, câu C. Góc alpha là đơn vị là cái góc A độ là trừ 25 độ. Thì bây giờ alpha sẽ bằng gì? Trừ 25 chia 108 nhân cho pi. Vậy là bằng bao nhiêu? Trừ 5 pi trên mấy? Trừ 5 pi trên 36. Em nhớ là góc lượng giác hay là cung lượng giác á, số đo của nó có thể âm nha em. Bởi vì nó có cái chiều á, nó giống như số dương số âm vậy. Nó có cái chiều dương và chiều âm, cho nên là góc lượng giác có thể là âm hoặc là dương. Còn cái góc hình học trước đây chúng ta biết là chỉ có góc dương thôi. Rồi bây giờ câu D. 125 độ 45 phút. Thì alpha sẽ bằng là 125 độ 45 phút em chia cho 180 độ em nhân với pi. Rồi, rồi về ra bao nhiêu? Trừ 503 phần 720 đơn vị nhân pi. Rồi. Bây giờ bài số 2 xong, bài số 3. Đổi số đo của các cung sau đây ra đơn vị là phút với giây. Độ phút giây. Như vậy là ngược lại. Nãy là đổi sang đơn vị độ, đổi sang đơn vị radian. Bây giờ là đổi sang đơn vị là độ phút giây. Thì A độ chia 180 độ bằng alpha chia pi. Thì từ đây các em rút ra A độ sẽ bằng gì? A độ sẽ bằng là alpha chia pi nhân 180. Chúng ta làm từ từ. Đầu tiên là pi trên 18 thì alpha sẽ bằng gì? Xin lỗi, A độ sẽ bằng gì? A độ sẽ là bằng pi trên 18 chia pi nhân với 108. Vậy thế này thì nó sẽ ra là 10 độ. Tương tự câu B. Em làm comment đáp án của B rồi nè. Câu B thì là A độ nó bằng là 3 pi trên 16 chia cho pi nhân với 180 độ. Vậy nó ra bao nhiêu? Ba mươi ba độ gì? 45 phút hả? Tương tự câu C thì A độ sẽ bằng là trừ 2 chia pi nhân với 180 độ. Cái này thì còn bằng bao nhiêu độ? Đó các em lấy gần bằng thôi. Minh Phương ký dấu trừ nha. Rồi lấy là trừ 114 độ 36 phút hả? 36 phút. Cuối cùng là 3 phần 4. 3 phần 4 thì là 3 phần 4 chia pi nhân với 180 độ. Được ra bao nhiêu? Sắp xỉ là 42 độ mấy phút? 58 phút rồi.
Đó là đổi sang đơn vị độ phút giây. Ta sang bài số 4. Một đường tròn có bán kính là 20 cm. Tính độ dài của các cung trên đường tròn. Thì độ dài của một cung tròn chúng ta nhớ công thức là gì? Độ dài của một cung tròn L bằng R nhân alpha. Thì trong đó R là bán kính của đường tròn. Alpha là số đo của cái cung tròn ứng với đơn vị là radian. Như vậy bài 4 này người ta cho bán kính R là bằng 20 cm. Thì áp dụng công thức này. Nhưng mà trước khi áp dụng thì chúng ta phải nhớ đổi đơn vị ra đơn vị radian. Đây alpha là radian rồi này. Pi trên 15 là đơn vị radian rồi. Như vậy thì L sẽ bằng là R nhân alpha. Thì đơn giản đi nó ra là gì? 4/3. 4/3 pi. Rồi, bây giờ câu B. Câu B thì 1,5 này nó không phải là độ nha. 1,5 này mình hiểu nó là 1,5 radian rồi. Cho nên câu B á thì cái số đo alpha này chính là bằng 1,5 radian. Như vậy L độ dài của cung tròn là bằng 20 nhân với alpha là nhân 1,5. Vậy là bằng 3. Đúng không? 3 đơn vị là cm nha. 30 hay 3 đó? 30 chứ không? 30. 30. Rồi câu C. Câu C thì 37 độ. Cho nên chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải đổi ra đơn vị radian. Alpha bằng 37 chia 108 nhân pi. Thì rút gọn đi là 37 phần 180 pi. Vì từ đó L sẽ bằng alpha nhân với pi. À, alpha nhân với lại R. R là 20. Như vậy là còn là 9, 37 phần 9 pi. Vậy độ dài cung tròn là 37 phần 9 pi. Đây xong bài số 4. Có bạn nào thắc mắc gì không? Rồi, tiếp tục. Chúng ta sang bài số 5. Trên cái đường tròn lượng giác biểu diễn các cung có số đo. Đây là biểu diễn các cái cung có số đo này lên cái đường tròn lượng giác. Thì đầu tiên chúng ta phải vẽ cái đường tròn lượng giác ra. Nhắc lại đường tròn lượng giác là đường tròn mà có cái bán kính là bằng 1. Nó là một cái đường tròn định hướng, tức là quy ước rằng là cái chiều mà ngược với chiều kim đồng hồ đó là chiều dương. Và chiều mà cùng với chiều kim đồng hồ đó là chiều âm. Ở trên đường tròn lượng giác này nó cắt hai trục tọa độ OXY tại 4 điểm. Thì cái điểm A này này, do bán kính R bằng 1 mà, cho nên điểm A nó là 1, 0. Người ta quy ước rằng điểm A này là điểm gốc của cái đường tròn lượng giác. Nó sẽ dùng để mà gì? Biểu diễn các cung lượng giác hoặc là các góc lượng giác. Đó, khi mà nói tới vẽ đường tròn lượng giác thì em vẽ cái hình đó ra. Nhớ là bán kính R là bằng 1 nha. Thế bây giờ với R bằng 1 thì
Với cái cung lượng giác, cái số đo là trừ 5 pi trên 4, thì game viễn như thế nào? Chúng ta tất nhiên là game có thể đổi qua đơn vị độ rồi game viễn cho nó dễ. Còn không thì game phân tích 5 pi trên 4. Chúng ta nhớ là cả cái đường tròn này là 360 độ. Thì một nửa đường tròn là 180 độ. 180 độ là ứng với pi. Vậy thì cả cái đường tròn là 360 độ thì là ứng với lại là 2 pi. Đấy. Bây giờ trừ 5 pi trên 4 thì mình có thể tách ra là gì? Trừ pi trên 4. Vậy là trừ là đi theo chiều âm này. Vậy là từ đây đến đây á là trừ pi rồi này. Ở chỗ này là trừ pi này. Trừ tiếp pi trên 4 nữa là 45 độ. Pi trên 4 là 45 độ, tức là chính giữa cung này. Như vậy thì ta đã biểu diễn được cái điểm M là điểm ngọn ở đây. Như vậy cái góc lượng giác nó chính là từ đây đến đây này. Đây chính là trừ 5 pi trên 4. Thì cái cung lượng giác cũng tương ứng luôn. Đây là cái góc lượng giác thì cái cung lượng giác ở ngoài đây. Ta vẽ ra như vậy là được. Rồi tiếp tục câu B rồi. Câu B thì chúng ta biểu diễn là 135 độ. Thì 135 độ, 135 độ là đi theo chiều dương. Từ đây đến đây là 90 độ nè em. 90 độ em cộng thêm 45 độ nữa thì là 135 độ. Thì đây chính là 135 độ. Chúng ta vẽ thêm cái cung lên. Ra thì cái chỗ này á nó là điểm M này với lại điểm M này nó trùng nhau này, nhưng mà cái số đo bên này nó là trừ 5 pi trên 4, còn cái số đo này nó là 135 độ tính thì chiều dương nha, nhưng mà điểm ngọn của nó trùng nhau. Tiếp theo câu C, em biểu câu C nè. Câu C là 10 pi trên 3. Trước hết 10 pi trên 3 chúng ta phải tách nó ra. Thì tách nó ra là 10 là 9 cộng với 1. Vậy là 9 chia cho 3 là 3 pi cộng với pi trên 3. 3 pi là như thế nào?
Nói rồi 180 độ là bi, tức là từ nửa đường tròn á, là bi này. Từ đây đến đây là bi này. Từ A đến đây là bi. Rồi tiếp tục thêm một bi nữa, đến đây là hai bi. À, ba bi là thêm nửa đường tròn nữa, đây là ba bi. Như vậy là ba bi là nó đi một vòng sau rồi nó đi thêm một nửa nữa. Đây. Sau đó nó cộng thêm bi trên ba. Bi trên 3 tức là 180 chia 3 là 60 độ nha em. Vậy là bi trên 3 là 60 độ, tức là nó 3 bi rồi nó cộng thêm 60 độ nữa. Đây là chia ra làm 3. Đây chính là cộng thêm bi trên 3 nữa đây. 60 độ đây. Đây điểm M nó nằm đây. Như vậy nó sẽ đi như thế nào? Đầu tiên là nó đi vòng qua một vòng. Một vòng là mới có hai bi thôi nha. Rồi tới đây á, là ba bi này. Nó cộng thêm 60 độ nữa là cộng thêm tới đây. À, vẽ ra như vậy. Câu cuối cùng câu D. Trừ 225 độ. Trừ 225 độ thì tách ra là trừ 180 độ, trừ tiếp 45 độ. Đấy. Thì trừ 180 là nó sẽ đi theo chiều âm nửa vòng, sau đó nó trừ 45 độ thì nó ngay điểm này. Vậy cái câu D nó giống như kết quả câu A. Về đây nha. Chỉ nhớ điều là cái số đo nó viết dưới dạng đơn vị là gì? À, đơn vị là radian, còn cái này thì đơn vị độ thì nó là trừ 225 độ. Nên xong bài tập số 5. Số 4 nhé. Số 5 rồi. Tiếp câu về bài tập số 6. Người ta nói là trên đường tròn lượng giác với điểm A là góc, xác định các điểm M sao cho cái số đo cung AM nó bằng là KB này. KB trên 2, KB trên 3 với K là một số nguyên. Thì đầu tiên chúng ta vẽ cái đường tròn lượng giác ra. Này ba câu chúng ta vẽ ba hình. Bây giờ câu A. Số đo nó là
Số đo của cung em mà nó bằng KB. Ở đây là K thuộc Z nha. KB thì bây giờ mình cho K lần lượt các giá trị bằng 0, 1, 2 chúng ta thế vào. Ví dụ K bằng 0 thì số đo đầu tiên nó là M1, nó chính là bằng 0. Thì M1 bằng 0 thì điểm M1 nó trùng vào điểm A rồi. Đây là M1 này. Tiếp với K bằng 1 thì thế vô đây là số đo M2, nó bằng là 2, là bằng bi chứ, bằng bi. Như vậy là số đo M2 bằng bi, tức là bằng nửa đường tròn. Vậy đây chính là M2. Với K bằng 2 á thì số đo M3 nó sẽ bằng là 2B. 2B thì nó là từ điểm A này nó đi đúng một vòng. Vậy M3 nó trùng vào đây. M3 nó trùng với M1. Như vậy thì M1, M3, M5 nó trùng nhau. M2, M4, M6 nó trùng nhau. Vậy thì cho dù em có lấy hết tất cả các gì, giá trị K đi nữa thì cuối cùng em cũng chỉ được hai cái điểm M1 và M2 mà thôi. Vậy tới đây chúng ta kết luận. Vậy các điểm M là điểm M1, M2. Vậy M1, M2 là các điểm biểu diễn cho cái cung số đo M. Nó bằng KB. Như vậy thì cách làm ở đây á là mình lấy K là những giá trị nhỏ đầu tiên. Ví dụ như là số 0, 1, vân vân. Thì đến khi nào các em lấy K liên tiếp và đến khi nào mà nó trùng vào cái điểm đầu tiên á, thì các em thấy là nó sẽ dừng. Bởi vì có biểu diễn nữa thì nó vẫn trùng. Còn không thì các em có thể nhìn thấy cái họ KB á, là hai cái số đo liên tiếp nó cách nhau một khoảng là bi. Cho nên thật ra thì em chỉ cần biểu diễn là cái điểm đầu tiên là ứng với K bằng 0 là 0. Rồi sau đó mấy em sẽ cộng thêm bi nữa là ra điểm thứ hai. Đó là mình biểu diễn nhanh. Thì cái đuôi mà là K bi thì nó chỉ được hai điểm đối xứng nhau qua tâm ô mà thôi. Ví dụ như là thầy biểu diễn cái số đo là bi trên 6 cộng K bi đi. Thì ứng với K đầu tiên là K bằng 0 á, thì nó là bi trên 6, là tức là 30 độ. Là điểm M1. Thì cái điểm M2 sẽ là gì? Đối với họ K bi thì nó sẽ đối xứng với lại cái điểm M1 qua tâm ô. Như vậy là mình biểu diễn M1 và M2. Tới đây là xong. Đây chính là hai cái điểm biểu diễn cho bi trên 6 cộng K bi. Đó, ví dụ vậy. Bây giờ sang câu B. Số đo M nó bằng là K bi trên 2. Thì ứng với từng giá trị K, em lấy K bằng 0 thì số đo M1 nó bằng là 0. Vì vậy M1 nó trùng vào đây. K bằng 1, số đo M2 nó bằng là bi trên 2. Nó chưa có trùng, nó vào đây. Bi trên 2 là 90 độ, đây là điểm M2. K bằng 2, số đo M3 nó bằng là 3 bi trên 2. Ủa, 2 thì là bi. Vậy cái điểm M3 nó trùng vào đây.
Và cuối cùng K bằng 3. Số đo M4 nó bằng là 3 pi trên 2. M4. Nếu mà em biểu diễn nữa thì K bằng 4. K bằng 4 thì số đo M5 á, nó sẽ là 2 pi. 2 pi nó trùng vào đây. M5 trùng vào đây thì M6, M7 đây, M8, M9. À. Vậy thì cho dù em biểu diễn nữa thì nó cũng chỉ là được 4 điểm như thế này. Như vậy kết luận M1, M2, M3, M4 là các điểm biểu diễn cho cái số đo K trên 2. Hoàn toàn tương tự. Câu C. K pi trên 3. Chúng ta lần lượt lấy K bằng 0. K bằng 0 thì là số đo M1. Nó bằng 0. K bằng 1. Số đo M2 nó bằng pi trên 3. K bằng 2. Từ K bằng 0 thì điểm M1 nó trùng vào điểm A này. K bằng 1 thì nó là pi trên 3, nó là 60 độ nha. M2 nó trùng vào đây. Nhưng mà nó cách nhau một khoảng là 60 độ nha. K bằng 2 thì số đo M3 nó bằng 2 pi trên 3. 2 pi trên 3 là thêm 60 độ nữa. M3. K bằng 3 thì số đo M4 nó bằng pi. Pi là đây. M4. K bằng 4. Số đo M5 nó bằng 4 pi trên 3. Vậy là nó cộng thêm 60 độ nữa thôi. K bằng 5. Số đo M6 nó bằng lại nhiêu? 5 pi trên 3. Ở đây là M5 này. M6 là cộng thêm 60 độ nữa. K bằng 6 thì số đo nó sẽ là 2 pi. 2 pi thì nó trùng vào đây. 6 điểm này á, nó sẽ tạo với nhau thành một hình lục giác đều nha. Rồi kết luận 6 điểm M1, M2, M3, M4, M5, M6 là các cái điểm biểu diễn cho số đo K pi trên 3. Rồi.